Khi nào bạn nên tiếp tục ủ rượu? Hẳn đôi lần khi được tư vấn chọn rượu, bạn đã được nghe nói rằng chai này nếu chờ thêm một vài năm nữa sẽ mang đến hương vị tuyệt vời hơn. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể thưởng thức chai rượu vang này ngay bây giờ, nhưng muốn một cảm nhận mỹ mãn hơn, hãy ủ nó và chờ đợi. Tuy nhiên, ắt hẳn hầu hết mọi người thường không biết loại rượu nào nên ủ và loại nào nên uống ngay. Thật ra điều này khá đơn giản. Nếu tìm hiểu, bạn sẽ thấy ngành công nghiệp rượu vang rất thích nói về việc ủ cũng như sưu tầm rượu vang, bởi vì việc uống một chai rượu thực sự lâu đời thường mang đến sự hấp dẫn khó tả. Một chai rượu lâu đời giúp chúng ta trải nghiệm lại một năm đặc biệt trong ký ức của chúng ta, có thể là năm sinh hoặc ngày kỷ niệm của chúng ta. Trên hết, quá trình ủ dài lâu sẽ giúp rượu tạo ra hương vị và kết cấu mới lạ mà chúng ta chưa trải nghiệm bao giờ. Nhưng thật ra, theo thống kê, chỉ 1% tổng số rượu vang được sản xuất trên thế giới mới cần được để lâu năm. Điều này cũng có nghĩa là 99% tất cả các loại rượu vang chúng ta mua là để uống ngay bây giờ. Cho dù bạn mua và cố tình chờ đợi nó trong nhiều năm tiếp theo cũng chỉ phí hoài công sức, vì nó không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Thậm chí nếu bảo quản không đúng cách, bạn còn làm hư luôn chai rượu. Vì vậy hãy nhớ, nếu không phải những chai rượu thật sự mắc tiền lên đến hàng chục triệu đồng hoặc có gắn nhãn premium của nhà làm rượu đó thì tốt nhất bạn đừng lăn tăn, hãy cứ thưởng thức trọn vẹn nó ngay khi mua. Chia, follow và thả tim cho DIY Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.